Ok, hello anh em vui nha. Không gì hơn thì kết thúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ muốn giới thiệu cho anh em một tựa game, đó là bên phiên bản mobile anh em ơi, vocong.mobi. Và mấy chủ sẽ chính thức của mình vào 7 giờ tối thứ 6 ngày 4 tháng 10 2024 này anh em ơi. Và tối ngày hôm nay chúng ta chỉ còn vài chục phút nữa thôi sẽ chính thức của mình anh em ơi. Và mấy chủ này có tên là Trung Phùng Chi Ký 1, một trong những mấy chủ mới nhất của cụm vocong.mobi anh em ơi. À, ngày hôm nay thì cũng sớm anh em ơi, mới có 18:30 thôi. Thì bây giờ chúng ta cùng đi dạo và sâu tên nhân vật rồi cho vui anh em ơi. Nãy Khải có thấy đâu rồi một số anh em, như là nãy Khải thấy không, ông Vũ Ngọc Mai nè, Lão Tứ Quy nè, Kudo đồ Hy Cà Phê, mấy cái tên chưa thấy giả lầm lắm. Mai Sư Phong đây rồi, Mai Sư Phong ở đâu ơi, Mai Sư Phong đâu Mai Sư Phong đứng đồng quá không thấy nè, đây Mai Sư Phong phải giữ luôn, cấp 1 Gấu Nè Thiên Sứ VN Bảo Khang. Nãy là thấy cái ông nội Dọn Chí Bình với Dương Quá ở đâu hết rồi ta, chắc nó núp đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy Coco nè, mà chưa thấy Tiểu Long Nữ nha Nam, Ốc Tiêu hay là Điện Anh Nhật Cốt rồi. Trước khi mà qua game anh em thử kích vào thành Lỗ Quang nè mọi người, ngay phần giao tiếp anh em kích vào nhập Git Code rồi anh em nhận cho Khải, đó là TurboTK2024 là nhận ngay Git Code cho mình nè mọi người. Và sau khi nhận Git Code thì chúng ta sẽ có là hỗ trợ cho anh em một cuốn Võ Lâm Mục Tịch, một cuốn Tẩy Tùy Kinh và hai bình Thiên Thần Lộ X2 nè mọi người, và hai bình Thiên Sơn Mở Lộ. Ở server này thì một trong những server cũng cày cuốc nè mọi người, và chúng ta sẽ bắt đầu vào game thì sẽ cày cuốc và nhận ngay nhiệm vụ Long Ngũ nè mọi người. Ở server này với cấp 1 này anh em thì mới đầu anh em sẽ được X3 kinh nghiệm nha mọi người, X3 kinh nghiệm và hỗ trợ vòng tăng phục hồi vòng sáng mana và máu anh em, từ level 1 cho đến cấp 79 luôn nha anh em. Nên là anh em không cần phải sợ quá nữa mọi người, nói chung là khá phục hồi máu khá là nhanh. Nên là máu với mana anh em phục hồi rất nhanh, nên là cứ đi chan vô tư nè mọi người, không gì phải sợ cả. Gặp boss là đánh vô tư luôn nha. Đó. Thì nói chung thì bây giờ đang chờ đợi nè mà đến 19 ngày hôm nay mới chính thức của mình thì Khải mới bắt đầu là nhiệm vụ Long Ngũ nè mọi người. Và phiên bản này thì trên mobile á, anh em chỉ việc kích vào tay trái màn hình anh em thì nó sẽ bắt đầu chạy nhiệm vụ cho anh em nha. Rất đơn giản nè mọi người. Hiện tại bây giờ thì chưa bắt đầu chạy được, nên là chúng ta chỉ đứng chơi thôi. Long Ngũ như là đứng góc này đó nè, chính thức open này nè, đó thấy chưa. Chúng ta cùng tên nhân vật Lão Tứ Quy Y, Lão Tử Quy Y, ái chà chà cành ấy. Mai Siêu Phong rồi, công thầu gái bán hoa quá dữ. Đây rồi, anh mày gì đây, mới thấy không nổi. Anh mày chín túi 99 VN ra tên canh dữ. Thiếu Lâm No 1 rồi đây, dữ chưa. Thiếu Lâm No 1 đào vô tình Epser thích là hút. Tịch tên này canh đấy, thích là hút luôn đây mà. Được chơi được đấy, chơi tự game. Một cái tên nhân vật nữa canh này, xấy vào chim. Xấy vào chim canh như cho đàn. Rồi Lợi Nguyễn cho mình, Lợi Nguyễn của mình cũng chơi bên này luôn. Rồi Lợi Nguyễn cho mình bắn kim bên này mà. Anh em là cần mua liên hệ em nha, liên hệ em nói nha. Hy Cà Phê, Thiếu Lâm No 1, còn gì nữa không? Đó rồi, Đại Tướng Ốc Tiêu, Anh Bốn chơi độc. Ây cha, thường thường chúng ta hay gọi là năm độc, ông này chơi thứ tư luôn là anh của năm độc nè. Nếu mà thứ tư là anh của thứ năm, năm là ông đó là anh của năm độc nè, dữ ấy. Cây, ok. Quá dữ nè mà, quá dữ. Ủa nãy giờ sao đâu, lúc nãy mình thấy ông nội Dọn Chí Bình đâu tiêu ta, cho nó ông tí mà ông lại ông ộp game mà ta. Bậy chứ, đâu rồi, Dọn Chí Bình đi đâu rồi? Dọn Chí Bình có nghe like không? Dọn Chí Bình đi đâu rồi? Dọn Chí Bình đồ Hello Baby này, Ngọc Huỳnh nè, A Tâm nè. Còn như tên nhìn là đọc cho anh em xem nè. Một Esther Lusubu. Cái tên này canh nè, tên này quá canh luôn mà. Tên này thiệt sự chơi server nào chắc nó một luôn á. Dũng Hoài dữ dằn vậy, quá dữ nè. Dữ đó, dữ đấy. Đâu ta? Quá dữ nè mày, đúng là một cái tơ luôn nè mày, cầu cả luôn đó mà. Còn ai nữa, ốc mà bắn tên nhân vật này quá. Một shot 500 xu, á luôn 500 u đơ luôn, căng như là cái tên căng dữ người ta. Trời ơi. Bé gạo Stin đồ dữ dằn vậy chứ. Tên nhân vật bé gạo Stin Linh Xe Ôm. Linh Xe Ôm rồi, nãy là mình thấy một mình ta chấm hết, giờ bắt đầu gặp là Linh Xe Ôm rồi mà.
một tên nhân vật Linh Seo ôm đó, quá dữ dàng luôn. Rồi nữa còn ai nữa đây? Hơ Mộc rất cọc. Cái tên hay dữ ta. Hơ Mộc rất cọc rồi đây mà. Sasumi là tên hiền quá. Sasumi Rồng Hòn Kim. Rồng Hòn Kim này chắc là chơi cá bang rồi. Cá bang rồi đúng không? Đó đúng rồi, nhìn thấy họ này nè mà. Adder gì đây? Không hiểu luôn nè mà. Rồi con đâu rồi? Hello nè mọi người nha. Và bé gì đây? Chùm lùm rắc à, ông này sinh ra chắc là lùm rắc rồi. Chắc là chơi lùm rắc mà chùm lùm rắc quá dữ. Nhìn nữa đây. Một mình tao chấp hết. Đây, đây là một mình tao đây nè mọi người. Một nhân vật một mình tao. Quá dữ luôn. Anh cu heo. Cu heo đây, cu heo. Anh cu heo ở đâu đây? Như đây còn ai đây? Kít. Hiện tại không thiếu Lâm đâu một. Hiện tại anh Zai hiện tại là khu vực Ba Lan khả thấy khá đông người nè mọi người, nước Anh. Anh em hạn chế tạo khu vực Ba Lan nè mọi người. Anh em nào tạo game nhớ hạn chế tạo khu vực Ba Lan nha. Đừng tạo Ba Lan nữa, nó đứng hình nha nè mọi người, đông là toan luôn á. Hello này mới chơi mới vô nha. Auto này biết chạy tốc độ không biết chứ nè. Anh em kích vào phần auto nè, rồi thiết lập auto rồi. Nói chung là nó cũng giống như auto kia thôi, rất đơn giản luôn, không có gì khó đâu nè mọi người. Nói chung là toàn tiếng Việt hết nên là rất là đơn giản nha. Rất đơn giản luôn. Hello Thánh Trần em ơi, bên này anh qua review như là anh cắm cây tiền thôi em ơi. Lão Tứ Quỷ Bét Bảo Vũ, ở đồ Bét Bảo Vũ luôn chơi đường môn ấy. Bét Bảo Vũ biết tên tận nhân vật là chơi đường môn rồi đấy. Hello mọi người vô nha, anh em mới vô đừng quên đỡ lại Khả lại chia sẻ hồi cho em ơi. Anh em tờ tại game tại website này giúp Khả em ơi. Võ công truyền kỳ .mobi đỡ tại game nha em ơi. Trên nền tảng điện thoại của anh em á, thì trên nền tảng Google Play cũng như là App Store này nọ, trên iOS này nọ thì chơi được hết nha em ơi. Anh em chỉ việc gõ vào website võ công truyền kỳ .mobi đỡ tại game nha em ơi. Mấy chỗ này mấy chủ Trung Phùng Chi Kỷ sẽ chính thức có bình vào tối ngày hôm nay nè mày. Tiểu Quận Chúa, Bé Gạo Xì Tinh, Gái Bắn Hoa, Ây chà, Căng Như Ra. Anh em nhập code tại khu vực Lỗ Quang nha em. Anh em nhập code đến khu vực Lỗ Quang đó thì lại đến khu vực Lỗ Quang kích vô. Anh em nhập code nha em. Code thì lúc nãy thằng này giới thiệu sơ qua đây, thì anh em mới thử nhập code rồi tham khảo nha. Đó, sẽ nhấn xác nhận, Turbo TK nhấn xác nhận nha em. Hello Vĩnh Hợp nha, server này server Trùng Phùng Chi Kỷ người em ơi. Hello này mới vô nha. Ali Bubu, Ali Bubu, Putin 1998 ở giữ ra. Anh mày 9 kiếp, tôi 99 VN. Còn cái tên nào đọc là Bình Dương nữa không? Mình đọc cho anh em xem nào. Ấy chà, 17 thích búp du. Mới thấy thì à đây đây cành đấy cành đấy cành đấy Turbo TK 2024 Turbo TK 2024 người em ôi hiện tại Ba Lan rất đông rồi em ơi, anh em hàng chớ tại Ba Lan nha, đông lắm luôn anh em ơi. Gái Băng Hoa 1, Tiểu Quận Chúa, tên nào đâu, Bitcoin 72 giữ dần chưa? Bitcoin 72. À đây Dọn Chí Bình ở rồi. À vừa rồi mình thấy Dọn Chí Bình đây em ơi. Dọn Chí Bình đâu xuất hiện? Đây, đó. Chạy đâu con sâu. Dọn Chí Bình đây, một trong những cầu thủ khá là căng. Đó, Dọn Chí Bình mà tính ra nãy giờ chúng ta vẫn chưa thấy nhân vật cô lông như là tiểu long nữ ở khu vực này nha em ơi. Nếu mà có nữa chắc là vui á, vui á. Vui mà thiếu vẫn thiếu cho anh em ạ. Có anh em đặt tên nhân vật tiểu long nữ không? Cô long nào nữa? Dương Quá Cục Tây chúng ta vẫn chưa thấy anh em ơi. Dương Quá Cục Tây chúng ta vẫn chưa thấy nha. Lúc nãy Khải thấy Dương Quá nhưng mà Dương Quá nữ chắc là Dương Quá hàng phát rồi anh em ơi. Vẫn chưa thấy anh em ơi, vẫn chưa thấy Dương Quá nha nào. Chỉ mới thấy Dọn Chí Bình xuất hiện ở khu vực Ba Lan thôi. Chắc là Dương Quá Cô Long dắt nhau đi ở chỗ nào trốn Dọn Chí Bình rồi anh em ơi. Anh Thi, à gì đây, trời đất, cái gì ông nội đặt tên gì đây, Thảo Vy không nói rồi, cái gì đây, trời, trời, cái gì, trai đất tổ, hello này mới vô nha, ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi thêm 20 phút nữa sẽ chính thức có bình mấy chỗ nè mọi người. Và hiện tại thì Khải không có gì nữa nè mọi người. Thì nói chung thì anh em cùng chờ đợi và chúng ta cùng chém gió tí nữa mà chúng ta cùng chờ đợi rồi ấp bình nè mọi người. Thì lúc nãy Khải có nói thì server thì với lộ trình thì khá là nhanh gọn và đơn giản nè mọi người. Thì nó rất là dễ chơi, không nhiều khó cả.
anh em có thể lên kênh YouTube của Khải để có thể gia nhập hội nhóm cũng như là gia nhập hội nhóm Zalo để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn nha em ơi. Hoặc là anh em vào trang chủ võ công trần kỳ .mobi để biết thêm nhiều thông tin về máy chủ trên nền tảng mobile này nha em ơi. Đó thì lộ trình kịch bản thì anh em có thể tham khảo ở trang chủ của em, thì nó rất đơn giản em ơi, nói chuyện không có gì cả. Trang bị chủ đạo của server này đó là đồ xanh, đăng bang như tình, hiệp cốt của định bắc của hồng kiều môn phái em ơi. Đó đơn giản là thôi. Hello anh em vô nha. Ok anh em ơi, cảm ơn em đã theo dõi video nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên ở lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi giờ chúng ta cùng chờ đợi open nha anh em ơi. Chờ đợi open nha.